Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm đây, em đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam các bác nhá. Rất vui, trân trọng cảm ơn quý cô bác anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi, ủng hộ cũng như là mua các mặt hàng của bên em. Đó thì hôm nay bên em lại tiếp tục về rất là nhiều mặt hàng mới thì lại lên gửi tới quý cô bác anh chị các bạn khắp mọi miền Tổ quốc. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em để quý khán giả biết tới shop Phạm Huấn nhiều hơn cũng như là xem và mua các mặt hàng của bên em các bác nhá. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục lên video thanh lý cho các bác một số mặt hàng cũ cũng như là gửi tới các bác một số mặt hàng mới của bên shop em đang gửi tới quý các bác anh chị nhá. Các bác đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh giúp cho em. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đây là các số hotline của bên em nhá. Các bác mua hàng có thể liên hệ nhá. Sản phẩm đầu tiên thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là chiếu Nhật này, hàng của thương hiệu Muji các bác nhá. Hàng của thương hiệu Muji, made in Japan. Đấy, hàng rất là chất luôn. Đây các bác nhá. Đó. Thì bên em đang có dòng là 1m62m và 1m82m. Em sẽ quay video chi tiết cho các bác xem. Các bác xem kênh thì đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhé. Đó, để quý khán giả biết tới shop Phạm Huấn nhiều hơn cũng như là xem và mua các mặt hàng của bên em. Đây, trước tiên thì khi các bác nhận được hàng thì đầu tiên là các bác được ưu đãi là tặng kèm thêm hai bộ vỏ gối các bác này. Hai bộ vỏ gối cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, đây là hai cái bộ vỏ gối bên em các bác nhé. Đây, hai bộ vỏ gối bên em đây, rất chất lượng luôn các bác, thấy chưa? Đó, chất liệu thì là bằng mây tự nhiên các bác nhé, hàng của thương hiệu Muji của Nhật. Sờ thì cực kỳ là êm và mát luôn, cực kỳ êm mát các bác nhá, cực kỳ là êm và mát luôn. Đó, ưu điểm của nó là chất liệu tự nhiên, rất là êm và mát. Đó, tặng kèm hai vỏ gối này. Ngoài ra khi nhận được hàng ấy thì các bác quan sát chiếu đây. Đó, hàng rất là chất luôn. Hàng thì bên em bán là nó có hai dòng là 1m82m và 1m62m các bác nhá. Giá thì bằng nhau, 550k bao ship cho bác luôn. Siêu chất luôn các bác nhá. Đây, chiếu đây các bác này. Đấy, các bác nhìn thấy chiếu chưa? Đó. Chiều này là 1m8 này. Đấy, và một chiều là 2m coi nhá. 1m82m và 1m62m. Đây, em giở ra cho các bác xem. Hàng siêu chất luôn các bác nhá. Đó. Một mặt thì là chiếu chất liệu mây tự nhiên, còn một mặt thì là được dệt vải các bác nhá, được dệt vải lụa đây. Để khi các bác nằm là nó mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông các bác nhá. Đó, rất là chất luôn. Đây, các bác xem từng những cái đường nét nó máy này. Các bác có thể nằm được hai mặt luôn, nằm hai mặt luôn các bác nhá. Đó, rất là ngon lành luôn. Nằm hai mặt luôn. Đấy, nằm hai mặt luôn rất là ngon lành các bác nhá. Chiếu này các bác có thể nằm được hai mặt luôn. Mặt này thì các bác sử dụng cho em về mùa đông các bác nhá, rất là ấm áp và êm ái các bác nhá. Đấy, còn mặt này thì các bác dùng mùa hè cho em, rất là mát mẻ các bác nhá, rất là mát mẻ này. Đấy, mặt này các bác dùng mùa hè thì nó lại rất là mát các bác nhá, thoáng mát nhá, ưu điểm của nó như vậy. Hàng ở bên Nhật người ta đã sản xuất thì nó rất là hay là như vậy các bác nhá. Một bộ như này thì bên em đang bán với cái giá là 550 các bác nhá. Đó, 550. 550 một bộ như này. Đấy, bao gồm là một chiếu này. Đấy, một chiếu và tặng kèm cho các bác thêm hai vỏ gối các bác nhá. Đấy, tặng kèm thêm hai vỏ gối nữa. Nó có dòng là 1m82m và 1m62m, tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng các bác lấy dòng nào thì lấy các bác nhá. Đó, lấy dòng nào thì lấy. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là con bơm 2T. Bơm 2T các bác nhá. Bơm 2T, hàng nội địa Nhật các bác nhá. Hàng nội địa Nhật cực kỳ là chất luôn. Hơi thì bơm rất là đẩy luôn các bác. Đấy, các bác thấy không? Hơi bơm rất là đẩy và khỏe luôn. Đó các bác thấy không? Hơi bơm rất là đẩy luôn các bác nhá. Đó, rất là đẩy hơi luôn, rất là khỏe này. Hàng của thương hiệu Tozama các bác này, Tozama made in Japan các bác này. Đó, chữ khắc chìm trên thân bơm luôn. Hàng chuẩn nội địa Nhật luôn các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Thương hiệu Tozama này các bác nhá. Bơm thì cực kỳ là khỏe và đẩy hơi luôn. Con này thì các bác có thể dùng dặn cả tay cả chân rất là ok các bác nhá. Đấy. Đấy. Em sẽ test đồng hồ kim cho các bác xem này. Đấy. Các bác xem cái đồng hồ nó lên này. Đấy, đồng hồ kim lên các bác nhá. Đấy, em mở ra các bác thấy không? Đây. Các bác xem đồng hồ nó lên này. Con này các bác có thể bơm ô tô thoải mái các bác nhá. Ô tô hết hơi các bác bơm phát đẩy cả hơi lên ô tô được luôn. Con này thì bên em đang bán với cái giá là 300k bao ship cho các bác luôn. Đấy, lên cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Các bác lên cho em là bơm 2T. Bơm 2T. Đấy, bơm 2T. 300k, 300k bao ship các bác nhá. Đó, giá rất là tốt nhất từ trước đến nay luôn. Đấy, bơm 2T, 300k bao ship. Đây. Đấy, các bác lên mã cho em là bơm 2T 300k bao ship nhá. Giá tốt nhất chưa từng có từ trước đến nay luôn để gửi tới quý cô bác anh chị và các bạn khắp mọi miền Tổ quốc nhá. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì em sẽ lên một số sản phẩm giảm giá thanh lý nốt cho các bác nhá. Đấy, đầu tiên là cái con mài hai mặt này các bác nhá. Các bác lên mã cho em là con mài hai mặt của thương hiệu Tamasaki, Tamasaki. Con này thì bên em đang bán là 250. Đấy, hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý nốt cho các bác luôn. 180k bao ship luôn các bác nhá. Đó. Xả kho thanh lý nốt cho các bác để thu hồi vốn. Đợt này bên em đang dọn kho cho nên là xả kho thanh lý nốt. Đây em còn mấy cái nữa. Đang bán 200 đây. Xả kho thanh lý cho các bác là 180k bao ship các bác nhá. Đó. Các bác lên mã cho em là
mài hai mặt có nhá, mài hai mặt. Đấy, mài hai mặt. Bên em đang bán là 200k đây. Đấy, hôm nay là xả kho thanh lý nốt cho bác luôn. 180k bao ship, bác lên mã cho em là mài hai mặt có nhá. Đó, hàng thì siêu chất luôn. Đấy, một mặt này độ mịn của nó là 4000 có nhá. Còn mặt này là mài thô, mặt này là độ mịn 4000. Để các bác mài dao mài dựa nói chung là ok hết. Ngoài ra thì nó còn có các cái khe đây để các bác mài kéo mài giếc các thứ nhá. Đấy, mài kéo rồi mài dao. Đấy, dao hai mặt này thì các bác để mài dao, đây là mài kéo này. Các bác cầm cái kéo các bác đẩy vào như này. Nói chung là siêu tiện dụng luôn. Con này thì bên em đang bán với giá là 200k. Đấy, hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác luôn là mài hai mặt 180k bao ship các bác nhá. 180k bao ship mài hai mặt các bác nhá. Đấy, các bác lên mã cho em là mài hai mặt 180k bao ship. Tiếp theo thì em lên cho các bác con siêu phẩm con này là nó gọi là ép tỏi hàng của Đức cô nhá. Đấy, ép tỏi hàng của Đức đây. Con này thì bên em đang bán với cái giá là 150k. Đấy, 150k bao ship các bác nhá. Đó, 150k bao ship. Đấy, bán thanh lý nốt cho bác luôn. 150k bao ship ép tỏi hàng của Đức con này. Đây. Hàng này là của thương hiệu Winling, hai hình người đấy các bác nhá. Hàng của Đức. Tất cả đều được chất liệu được làm bằng inox 304. Cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn các bác nhá. Đấy. Các bác cho củ hành, củ tỏi vào đây. Đấy, củ hành, củ tỏi, củ gừng vào đây. Đưa vào ấn phát ra luôn, inox 304 rất là cứng cáp và chắc chắn thôi nhá. Con này thì bền vĩnh cửu luôn. Đấy mà sạch, dễ sử dụng, dễ vệ sinh thôi nhá. Các bác chỉ cần đưa nước vào đây, xả qua một cái là sạch luôn thôi nhá. Đó. Các bác lên mã cho em là ép tỏi Đức thôi nhá. Ép tỏi Đức 150k bao ship cho bác luôn. 150k bao ship ép tỏi Đức, hàng siêu chất cho các bác luôn các bác nhá. Đó, ép tỏi Đức rất là chất luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái cặp sách của học sinh. Đấy, cặp sách của học sinh đây. Thì bên em đang có hai mẫu, một mẫu là dành cho con trai và một mẫu là dành cho con gái các bác nhá. Đấy, mẫu này thì dành cho con gái này, hàng của Nhật sản xuất các bác nhá. Đây. Đấy, bên em bán là 250k bao ship này, hàng siêu chất luôn các bác nhá. Rất là dày dẫn và chắc chắn, 250k bao ship. Ở đây có ngăn để cho đựng iPad các thứ này. Đấy, và ngăn đựng sách này. Đây một ngăn ngoài nữa này. Đó, nói chung là rất là nhiều ngăn các bác nhá. Rất là nhiều ngăn luôn. Để cho các bác tiện sử dụng này. Đấy, ngăn ngoài thì các bác có thể đựng chai nước các kiểu này. Cái dây này của nó là thuộc dòng là dây chống gù các bác nhá. Dây chống gù đệm êm và dây chống gù hàng người Nhật người ta đã sản xuất thì nó là siêu chất lượng rồi các bác nhá. Siêu chất lượng rồi. Cho nên về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Rất là chất lượng và ngon lành cành đào để phục vụ các bác luôn. Đó, ngăn ngoài này là chống nước các bác nhá. Ngăn ngoài này là chống nước luôn. Đó. Thì em đang có hai hình đây. Một hình siêu nhân như này, siêu nhân thì dành cho con trai. Đấy. Và hình công chúa này là dành cho con gái, 250k bao ship các bác nhá. 250k bao ship. Đấy, 250k bao ship, giá rất là rẻ và bình dân để phục vụ các bác luôn. Đấy, giá rất rẻ bình dân, phục vụ các bác khắp mọi miền Tổ quốc luôn các bác nhá. Đó, 250k bao ship thôi. Đây. Đấy. Các bác lên mã cho em là cặp sách các bác nhá, 250k bao ship. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái mã là cân bàn các bác nhá, cân bàn. Con này thì cân được là 180kg. Cái này bên em bán cũng là 200k bao ship các bác nhá. Cân được 180kg. Đấy, các bác lên mã cho em là cân bàn có nhá, cân bàn. Ở đằng sau này có cái nút này, các bác lắp pin vào như này cho em nhá. Đấy, sau đó thì bật cho em cái nút này lên. Đó, bật nút lên đồng hồ lên luôn. Các bác chỉnh cho em chế độ là kg như này. Bây giờ em sẽ cân test thử cho bác xem luôn có nhá. Trực quan sinh động có nhá. Đây. Đấy, cân test thử cho bác luôn. Đấy. Em là 65 cân các bác nhá, 65 cân. Đấy, hôm nay em là 65 cân các bác nhá. Đấy, em thì nó cứ khoảng 64 65 cân. Đấy các bác thấy không? Nó rất là tiện luôn. Cân xong nó có chế độ nhớ luôn các bác này. Đấy, có chế độ nhớ luôn. Đấy, cân Nhật cực kỳ là chất lượng và xịn sò luôn các bác nhá. Con này thì bên em bán là 200k bao ship. 200k bao ship các bác nhá. Cân cực kỳ là ngon luôn, 200k bao ship. Đấy, cân có chế độ nhớ luôn. Đây là số hotline của em đây các bác nhá. Số hotline đây, các bác có thể liên hệ. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác một số cái mẫu vòi nước của bên em. Đó, một số các mẫu vòi nước của bên em. Đấy, thì đây. Đầu tiên em lên cho các bác cái mã vòi này bên em ký hiệu là V22 các bác nhá. V22. Bên em bán là 70k con này. 70k con này, hàng siêu chất luôn. Đây các bác này. Đấy. Hàng siêu chất luôn. Các bác lên mã cho em là vòi V22 các bác nhá. V22. Con này thì bên em đang bán là 70k. Đấy, 70k con này các bác nhá. Để siêu chất luôn. Để cho các bác sử dụng các bác nhá. Đấy, V22 70k. Đây. Các bác có thể thấy không? Rất là chất luôn. Inox 304 cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, đây nó có cái lẫy tháo này, các bác có thể tháo ra để vặn các cái vòi khác vào. Rất là tiện dụng các bác nhá. Vặn vòi khác vào, siêu tiện dụng luôn. Đó, rất là tiện dụng để phục vụ cho các bác. Đấy, các bác lên mã cho em là V22. Con này bên em bán là 70k các bác nhá. V22 70k. Đấy, lên mã giúp cho em là V22 70k. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con này là con V21 này.
Còn V21 này thì bên em đang bán cái giá là 60k. Con này cũng rất là tiện dụng luôn. Đây các bác nhá. V21 đây, 60k. Con này cũng là inox 304, nhưng con này thì nó không cao cấp bằng con kia. Con kia thì là inox mạ chrome, con này là inox thô các bác nhá, inox thô. Nhưng mà cũng siêu bền luôn. Giá 70k. Bây giờ các bác mua một cái vòi nước đẻo bây giờ cũng đã 50-60 nghìn rồi, mà nó là vòi vớ vẩn thôi. Đấy, nhưng mà con này thì bằng inox rất là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, các bác lên mã cho em là V21 60k có nhá. V21 60k. Vòi siêu chất luôn có nhá. V21 60k. SUS 304. Inox 304 các bác này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi chậu rửa các bác này. Vòi chậu rửa thì mã đầu tiên em lên cho các bác nó là mã T2 các bác nhá. T2 bên em bán với cái giá là 260k. 260k các bác nhá. 260k con này. Đấy. Thì hôm nay bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đó, T2 260k bao ship luôn các bác nhá. Đó, T2 260k bao ship. Đấy, còn mấy con nữa thanh lý nốt cho bác 260k bao ship. Hàng của thương hiệu Osaka, SUS 304 các bác này. Đấy, SUS 304 Osaka các bác nhá. Đó, Osaka. Đấy các bác thấy không? Đây, Osaka Japan các bác này. Đây. Osaka Japan SUS 304 siêu dày dẫn và chắc chắn luôn. Đó các bác nhá. Con này thì bên em bán là 260k bao ship. Các bác lên mã cho em là T2 các bác nhá. T2 260k bao ship. Đấy, đây là cổ để kết nối này, cổ kết nối này. Và đây là dây của nó này, các cái loại dây kết nối luôn các bác nhá, có dây nguồn cấp nước luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con là T1. Bên em bán là 350k. Con này thì hôm nay bên em cũng bao ship cho bác luôn các bác nhá. Đó, bao ship cho bác luôn. Đấy, các bác lên mã cho em là T1 350k bao ship cho bác luôn. Đây. Đấy, hàng bằng inox 304. Đây, Osaka Japan các bác này. Đấy, đều là của thương hiệu Osaka Japan hết các bác nhá. Siêu chất luôn các bác nhá. Hàng nội địa Nhật Bản các bác nhá. Đó, rất là chất lượng luôn. Đây, đây là dây kết nối các bác này. Dây kết nối của nó đây các bác nhá. Dây rắc kết nối rất là ngon lành cành đào luôn. Đấy, đầy đủ luôn, về các bác chỉ cần kết nối vào nguồn nước nhà mình lắp vào chậu rửa là xong. Đấy, con này vòi vuông cũng rất là đẹp các bác nhá. Hai chế độ nóng lạnh các bác nhá. Hai chế độ nóng lạnh luôn. Đấy, giá thì cực kỳ là mềm, 350.000 gửi tới tận tay quý quang anh chị luôn, bao ship luôn các bác nhá, rất là ngon. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là con van chia nước các bác nhá. Con này thì bên em bán là 80k con van chia nước này. Con này thì dùng cũng rất là tiện dụng các bác này. Đấy, đây là bên trong của nó là một cái sản phẩm như này. Đấy, đây. Các bác này, đấy, của nó là một con van bằng inox siêu dày dẫn và chắc chắn luôn. Các bác lắp vào tường là con này của nó là ống 27 các bác nhá, còn ống này là ống 21 này. Còn ống 21 này thì nó là dòng đa di năng, các bác nối vào đâu cũng được. Ống 21 rất là phổ thông luôn các bác nhá, rất là phổ thông luôn. Nối vào đâu cũng được. Bằng inox 304 siêu dày dẫn và chắc chắn luôn các bác nhá. Đó, SUS 304 các bác này. Đó, con này thì rất là khủng bố rồi. Đấy, con này bên em đang bán với cái giá là 80k các bác nhá, 80k một con này. Đấy. Hôm nay thì bên em cũng xả kho thanh lý luôn cho các bác với giá là 70k các bác nhá. Đấy, giảm giá cho các bác luôn. Còn 70k con van chia nước này các bác nhá, giảm giá cho các bác còn 70k thôi. Đó. Van chia nước 70k. Đấy, hôm nay bên em sẽ giảm giá thanh lý nốt cho các bác van chia nước 70k một con. Đấy, 80k thả kho cho các bác còn 70k con van chia nước này các bác nhá. Van chia nước 70k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con vòi này gọi là vòi cam xanh. Bên em bán là 100k con này. Nó có màu cam, có màu xanh các bác nhá. Con này thì siêu đỉnh rồi. Đầu kết nối ống 27 bằng đồng này. Đấy, ống 27 bằng đồng. Còn toàn thân của nó là bằng nhựa ABS cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Nhựa nguyên sinh các bác nhá. Đó. Con này thì bên em bán là 100k một con này. 100k một con này các bác nhá. Hàng siêu chất luôn để phục vụ các bác này. Đó, 100k một con. Đấy, đây thì em đã kết nối nó với các cái sản phẩm này. Đây, để em giới thiệu luôn các bác tiện con vòi nối này luôn. Con vòi nối này thì bên em bán là 50k một con các bác nhá. 50k một con vòi nối này. Đấy. Còn cái vòi cam xanh này là 100. Còn đây thì em giới thiệu tiếp cho các bác cái con vòi xịt nhà tắm đây. Con này bên em ký hiệu là V20 của thương hiệu Osaka Japan các bác này. Đấy, Osaka Japan này. Đấy. Con này thì bên em đang gửi tới quý cô bác anh chị với cái giá là V20. V20 này là 130k các bác nhá. Các bác lên mã cho em là V20 130k. Con này thì cả dây cả vòi của nó là dài khoảng 1,5 m các bác nhá. Cả dây cả vòi là dài 1,5 m, rất là dài luôn để cho các bác sử dụng này. Đấy, V20 các bác nhá. V20. Đấy, 130k các bác nhá. V20 130k. Đấy, rất là dày dẫn và chắc chắn luôn. V20 130k. Rất dày dẫn chắc chắn luôn để phục vụ quý cô bác anh chị và các bạn nhé. Thì em sẽ tí nữa em sẽ test luôn cho bác xem. Ngoài ra thì em có cái con đây, con này nó gọi là con vòi sen lạnh các bác nhá. Vòi sen lạnh này.
Đấy, đây là đầu nối của nó là gen 27 các bạn này. Đấy, vòi sen lạnh. Vòi sen lạnh này thì bên em đang bán cái giá là 230k con vòi sen lạnh này, 230k con vòi sen lạnh này. Con này thì siêu chất rồi các bác nhá. Đấy, siêu chất rồi, con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Các bác lên cho em là vòi sen lạnh 230k. Con nào bao ship được, hàng nào bao ship được em sẽ nói luôn trong sản phẩm là bao ship các bác nhá. Còn ngoài ra chưa bao ship thì em cũng nói luôn là bao ship. Inox 304, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn các bác nhá. Đó, đây. Các bác nhá, Osaka Japan này. Đó. Rất là dày dẫn và chắc chắn luôn. Con này thì bên em đang bán cho các bác với giá là 230k. Đấy, các bác lên mã cho em là vòi sen lạnh 230k các bác nhá. Siêu dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Osaka Japan các bác nhá. Đó. Con này thì các bác có thể là một đầu là dùng xả nước, một đầu là lắp vòi hoa sen. Nhưng mà sen lạnh thôi các bác nhá. Đó, sen lạnh 230k con này. Dùng cực kỳ là chất luôn. Rồi em sẽ giới thiệu cho các bác xem cái một số cái vòi kia của bên em. Đấy, đầu tiên này em lên cho các bác con vòi nối nhá. Con vòi nối này thì siêu ngon luôn quá này. Đấy, vòi nối này thì siêu ngon luôn. Có thể ngoảnh đi ngoảnh lại này, xịt rửa các cái vị trí mong muốn này. Đấy, rất là ngon luôn các nhá. Thì con vòi nối này thì bên em có cả chế độ nước xoáy luôn các nhá. Nước một và nước sen các nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy, nước một vòi này. Đấy, nước một vòi, nước hoa sen các nhá. Đó, rất là tiện dụng luôn. Các bác có thể xịt rửa tùy ý này. Đấy, rất là tiện dụng các nhá. Con này thì bên em đang bán là 50k con vòi này. Đó. Tiếp theo là con vòi cam xanh đây. Con cam xanh em đã lắp vào rồi này. Đấy, cam xanh. Tiếp theo nữa là đến cái con xịt nhà tắm toilet này. Đây, con xịt nhà tắm toilet. Con này thì bên em ký hiệu là V20, bán là 130k. Đây, em xịt cho các bác xem này. Đấy, đây. Rất là ngon lành luôn các nhá. Xịt cực kỳ là khỏe luôn các bác này. Đấy. Con này các bác dùng để xịt rửa nhà tắm toilet rất là ok các bác nhá. Xịt rửa rất là khỏe luôn. Đó. Con này bên em ký hiệu là V20, bên em đang bán với cái giá là 130k. Tiếp theo là lên cho các bác cái con vòi hoa sen này. Hoa sen thì em lên rồi, thì mới lên lúc trưa rồi thì em không lên nữa các bác nhá. Còn con vòi cam xanh đây các bác nhá. Vòi cam xanh đây, 100k. Đấy, một bên này em lắp vòi hoa sen, bên em là lắp vòi xịt các bác nhá, vòi xịt luôn. Rất là tiện để cho các bác sử dụng. Đó. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì em lên cho các bác cái con ống nhòm hàng của Mỹ các bác nhá, của thương hiệu Balileo các bác này. Balileo đây. Đấy, hàng của hãng các bác nhá, rất là chất luôn. Đấy, các bác điều chỉnh zoom thì ở đây các bác nhá, điều chỉnh zoom ở đây. Đấy, con này nói chung là em cũng không chuyên ngành lắm đâu. Các bác nào có chuyên ngành thì các bác nắm được con này. Đấy, siêu khủng luôn, rất là chắc chắn luôn các bác nhá. Đấy. Nó có mắt kính có bảo vệ luôn các bác nhá. Đấy, có lưới bảo vệ ở cái đầu kính này luôn. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng nhá. Con này thì bên em đang bán với cái giá là 380k bao ship. Đấy, 380k bao ship. Các bác lên cho em mã là ống nhòm Mỹ các bác nhá. Ống nhòm Mỹ. Con này khoảng cách nhìn xa của nó thì từ 500 đến 1000m, từ 500 đến 1000m, siêu xa luôn các bác nhá. Đó. Các bác lên mã cho em là ống nhòm Mỹ. Ống nhòm Mỹ để các bác sử dụng các bác nhá. Đó, ống nhòm Mỹ. Khoảng cách của nó thì từ 380. À, quên, nó là 380k bao ship, còn khoảng cách của nó là từ 500 đến 1000m. Đấy, rất là chất luôn các bác nhá. Đó, rất chất luôn. Đấy, siêu ngon luôn các bác nhá. Khủng bố lắm bác. Con này ác ổn lắm, 380k bao ship các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy này gọi là máy hút bụi này, máy hút bụi này, hàng nội địa Nhật cực kỳ là ngon luôn. Con này bên em bán là 250k bao ship. Đấy, giờ em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn các bác nhá. Em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn cho nó trực quan sinh động quá nhá. Đấy, trực quan sinh động, em sẽ test sản phẩm luôn. Đấy, đây là một cái đĩa gạo các bác này, một cái đĩa gạo đây, em sẽ hút cho các bác xem luôn. Đấy. Đấy các bác thấy không? Đấy, trong vòng chỉ có 3 giây thôi. Trong vòng có 3 giây thôi là em nó hút hết cái đĩa gạo này rồi. Đấy, sau các bác phải xả ra bình thường thôi nhá. Đấy. Hút xong thì mình tháo cái nắp này ra. Đấy, cái nắp này thì nó đẩy vào rất là đơn giản thôi, có lẫy thôi, không có cái gì cả. Đấy, các bác nhá. Đấy, xong các bác hút này. Đây em sẽ hút cho các bác xem các bác nhá. Đây, một cái đĩa gạo của em như này, em sẽ hút cho các bác xem này. Các bác thấy không? Siêu nhanh luôn, không còn một hạt nào luôn. Đó. Có cả đèn báo luôn các bác nhá. Hàng siêu khỏe, siêu chắc chắn luôn. Đấy, con này thì bên em đang bán gửi tới quý cô bác với anh chị là 250k các bác nhá. 250k con máy hút bụi này. Đó, 250k con máy hút bụi này. Hàng siêu chất luôn các bác nhá. Đó. Đây, ví dụ như là các bác hút ở những cái vị trí khó mà mình cần phải sử dụng chổi thì các bác sử dụng con này cho em. Đây, ví dụ như đây là cái thảm này, các bác muốn hút bụi ở cái thảm này đúng không ạ? Đây, đấy. Thì các bác gảy lên như này cho em, gảy lên như này, vừa hút vừa gảy lên như này cho những cái hạt bụi nó bay lên thôi nhá. Hạt bụi nó bay lên thì các bác mới hút được đúng không ạ? Đấy, các bác gảy lên như này cho em, cho những cái hạt bụi nó bay lên thì các bác mới hút được. Đó. Hoặc là những vị trí khó trên bàn thờ hoặc là các cái địa điểm khác thôi nhá. Đó. Kể cả cái này luôn cũng hút được hết luôn thôi nhá. Đó. Đây. Thì đây là thành quả các bác này, đây là thành quả đây các bác nhá. Đó, em sẽ đổ ra cho các bác xem nhá. Đây,
Đây các bác xem này, em đổ ra cái khay này, đây em đổ ra cái khay này cho bác xem. Đấy, đây các bác nhá, đấy nó bao gồm cả gạo cả bụi đây các bác này. Đấy, cả gạo cả bụi cả cát đây, rất là tiện dụng luôn đó. Con này thì bên em đang bán với giá là 250k, các bác lên cho em là máy hút bụi các nhá. Đó, máy hút bụi hàng siêu chất luôn các nhá. Đó, hàng này thì siêu chất luôn đây, 250k con máy hút bụi này, tặng kèm các bác dây sạc các nhá. Về các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình là xong đó, các bác cứ cắm trực tiếp vào cái củ sạc điện thoại nhà mình cho em là ok ngon lành các nhá. Đó, ok ngon lành luôn, 250k con máy hút bụi này. Đấy, có cả đèn luôn các nhá, siêu chất luôn, máy hút bụi 250k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái quạt tích điện các bác này. Đấy, quạt tích điện hàng nội địa Nhật các bác này. Đấy, quạt tích điện hàng nội địa Nhật dùng cực kỳ là ngon luôn. Đó. Con này thì nó chạy một cái quả pin bình thường như này thôi, pin 16850, các bác có thể thay thế được, rất là dễ mua bán các nhá. Đó. Con này bên em bán là 170k bao ship. Đấy, các bác lên mã cho em là quạt tích điện con này. Đấy con nhá. Đấy, có 3 cấp độ, 3 cấp độ quạt luôn. Rất là mát luôn con nhá. Siêu mát luôn, cực kỳ là nhiều gió luôn con nhá. Rất là nhiều gió luôn. Đó, rất là mát. Đây. Đấy, rất là mát luôn con nhá. Đó. Thì con này thì bên em đang bán với cái giá là 170k bao ship. Các bác có thể điều chỉnh các cái chế độ này, lên xuống này. Đấy, xoay đảo chiều úp xuống này. Đấy, rất là ngon lành các bác nhá. Đó, thì các bác lên mã cho em là quạt tích điện. Con này nó còn kéo lên cao được nữa các bác nhá. Kéo lên cao được, quá tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy các bác thấy không? Quá tuyệt vời luôn này các bác thấy không? Đấy, điều chỉnh lên xuống này, kéo lên cao lên xuống được các bác nhá. Đấy, gió thì cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, lên xuống các bác để như này cũng được, để như này cũng được. Đây, các bác để bình thường như này cũng được, úp hẳn xuống này cũng được. Đó. Công tắc của nó thì ở đây các bác nhá, công tắc của nó thì ở đây. Đấy, tắt bật ở đây. Hàng siêu tiện dụng luôn. Đấy, có 3 chế độ. 3 chế độ luôn. Đấy, con này bên em bán với giá là 170k bao ship. Các bác lên cho em là quạt tích điện các nhá. Quạt tích điện 170k bao ship các nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là kem đánh răng hàng nội địa Nhật các này. Kem đánh răng hàng nội địa Nhật. Con này thì dùng cũng rất là chất rồi. Bên em bán là rất là nhiều rồi. Một típ như này là 100k một típ này các bác nhá. 100k một típ kem đánh răng này. Dùng siêu hot, siêu tiện dụng, siêu ngon luôn các anh nhá. Đó. Của nó thì của nó một típ này là 100k 170g các bác nhá. 170g một típ này, đây 170g đây các bác này. Đó. Và của nó thì có tinh chất muối, tinh chất bạc hà. Đấy, và có canxi giúp bù các bác bù chân răng bị sâu, bị mòn chân răng các bác nhá. Đó. Chống viêm níu, viêm lợi, chảy máu chân răng các bác này. Đó. Kem đánh răng của Nhật các bác nhá. Bên em bán là 100k một típ này các bác nhá. 100k một típ này các bác ạ. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái con bàn chải đánh răng các nhá. Bàn chải đánh răng. Con này bên em bán là 100k con bàn chải này. Các bác cứ lên mã cho em là bàn chải đánh răng là xong. Con này dùng thì siêu tiện dụng luôn các bác nhá. Đấy, bên em có tặng kèm cho các bác 4 đầu bàn chải luôn để các bác sử dụng, 4 đầu bàn chải luôn. Về các bác chỉ cần lắp vào như này là xong các bác nhá. Rất là tiện dụng luôn. Có tới 4 đầu bàn chải cho các bác sử dụng này. Đây các bác nhá. Đó, các bác cứ chọn các chế độ là nó sẽ có thôi. Đó. Chạy rất là khỏe luôn các bác nhá. Đó, nó chạy rất là khỏe luôn. Đây. Có thấy không? Nó rung rất là khỏe luôn, rung rất là mạnh luôn các bác nhá. Đây, đây em cho vào cái đĩa gạo các bác xem nó rung. Đấy các bác thấy không? Rung nhảy gạo luôn các bác này. Đấy các bác thấy chưa? Rung rất là mạnh luôn các bác nhá. Rung mạnh như này thì các bác đánh răng nó siêu sạch luôn các bác nhá. Đó, siêu sạch luôn, các bác chỉ cần đưa đi đưa lại nhẹ nhàng này là xong. Đó các bác thấy không? Đấy, rất là ngon lành luôn. Con này thì bên em đang bán với cái giá là 100k. Các bác lên mã cho em là bàn chải đánh răng các nhá. Bàn chải đánh răng 100k. Đấy, lên mã cho em là bàn chải đánh răng 100k các nhá. Đó. Dùng thì siêu ngon, siêu tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo em lên cho quý cô bác trong ngày hôm nay đó là cái bảng tô dành cho các em học sinh các bác nhá. Đấy, bảng tô 100k một con này các bác nhá. Các bác lên mã cho em là bảng tô 100k một con. Đấy, hàng siêu hot, siêu tiện dụng luôn. Đây, các bác quan sát này, đây là cái bút của nó, các bác đẩy cái bút này lên này. Ở đằng sau này thì nó có cái nút khóa và đóng mở khóa này các bác này. Đấy, các bác dùng thì vào phần mở và tắt đi thì vào phần đóng này các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, con này của nó ưu điểm của nó rất là tiện dụng các bác nhá. Ví dụ như là các em muốn tô vẽ các kiểu này, đấy, hoặc là viết lách này, xóa đi là xong các bác nhá. Đó, đây. Đấy, rất là tiện dụng luôn các bác theo. Xóa đi này. Đấy, các bác gõ là shop Phạm Huấn này. Đó, shop Phạm Huấn các bác nhá. Shop Phạm Huấn này. Đấy, xong các bác lại xóa đi, rất là ok luôn. Con này thì nó rất là tiện dụng luôn, cực kỳ là chắc chắn luôn các bác nhá. Rất tiện dụng luôn. Các bác dùng cho con em nhà mình thì rất là ok. Đấy, dùng cho các em học sinh nhà mình. Đấy, đặc biệt là các em nhỏ. Ngoài ra thì các bác nào làm nghề, làm về bên kỹ thuật mà cần phải tô vẽ sau đó là trực quan sinh động, sau đó mình xóa đi, rất là ok. Các
các bác lên mã cho em là bảng tô vẽ các bác nhá. Con này thì bên em đang bán với cái giá là bảng tô này là 100k. Đấy, 100k một con bảng tô này, dùng rất là ngon luôn, ngon lành cành đào phục vụ các bác luôn. Lên mã cho em là bảng tô 100k các bác nhá. Đó, bảng tô 100k. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm siêu hot hit, đó là cái máy thư giãn các bác này. Máy thư giãn bên em bán là 320k các bác nhá. Đó, máy thư giãn bên em bán là 320k bao ship các bác nhá. Đó, 320k bao ship đây. Của nó ở bên trong của nó thì bao gồm là một thân máy như này, một thân máy như này các bác nhá, và bốn cái đầu kết nối các bác này, bốn đầu kết nối các bác nhá, để các bác có thể kết nối với các cái đây, để các bác có thể kết nối với các cái phần các bác muốn massage đấm bóp các bác này. Đấy, cái này là một cái loại dòng đấm này các bác này. Đấy, siêu tiện dụng luôn các bác nhá. Đấy, đấm rất là mạnh và khỏe luôn các bác thấy không? Đó, các bác cần đấm tay chân các thứ này, đó mình dùng con này rất là ok luôn các bác nhá. Con này thì nó có 5 cấp độ luôn. Đấy, các bác nhìn cái đèn đỏ chưa? Có 5 cấp độ rung luôn các bác nhá. Đấy, rung rất là mạnh luôn, các bác thấy không? Đó, 5 cấp độ rung luôn. Rung rất là mạnh luôn. Đấy. Nó có tặng kèm các bác cái dây sạc này, dây sạc về các bác cắm ở đây các bác sạc này. Đó, tặng kèm các bác dây sạc các bác nhá. Còn về các bác cắm ở cái củ sạc nhà mình, hàng thì siêu khỏe, siêu bền và siêu chắc chắn luôn các bác nhá. Đó, con này thì bên em đang gửi tới quý cô bác anh chị với cái giá là 320k bao ship. Giá rất là mềm luôn các bác nhá. Đó. Đấy, 320k bao ship, có các cái đầu đấm như vậy, hàng rất là chất luôn, hàng của Nhật mà, siêu chất lượng luôn các bác nhá. Siêu chất lượng, siêu bền và siêu chắc luôn. Đó, cầm vào là các bác ưng ý luôn, cực kỳ là chắc tay luôn các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là máy thư giãn các bác nhá. Máy thư giãn bên em bán là 320k bao ship các bác nhá. Máy thư giãn 320k bao ship. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy tỉa lông mũi các bác nhá. Máy tỉa lông mũi đây. Con này thì bên em đang bán với cái giá là 100k một con. 100k một con này các bác nhá. Các bác lấy hai cái này thì bên em sẽ bao ship luôn. Hai cái là bao ship. Đấy, lên mã cho em là máy tỉa lông mũi. Con này thì bên em bán là 100k. 100k một con này các bác nhá. Cơ chế hoạt động của nó thì siêu đơn giản thôi, không có gì là phức tạp cả đây nhé các bác nhá. Đấy. Ở trong này thì nó có hai cái trục này. Đấy, hai cái hệ bánh răng nó xoay đối lập nhau này. Đấy, các bác trông đấy em bấm nó thả ra chưa? Đó, nó rất là đơn giản vậy thôi. Tặng kèm cho các bác một cái chổi vệ sinh bên trong luôn. Đấy, hàng của Đức các bác này, made in Germany các bác nhá. Hàng của Đức siêu xịn sò luôn. 100k nhá, 100k một con này. Đấy, siêu xịn sò luôn, 100k một con thì các bác sử dụng. Đấy, các bác lên mã cho em là máy tỉa lông mũi các bác nhá. Đấy, máy tỉa lông mũi 100k một cái, rất là tiện dụng luôn. 100k một cái máy tỉa lông mũi các bác nhá. 100k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái móc khóa này. Móc khóa thì em đang có 3 mẫu như này các bác nhá. Đấy, đang có 3 mẫu đây. Đấy, một mẫu 60.000, mẫu 80.000 và mẫu 100. Đấy, thì lên cho các bác luôn 3 mẫu liền luôn. Đó. Thì đây là cái mẫu đầu tiên này. Mẫu đầu tiên thì mẫu này là gọi là móc khóa tròn các bác nhá, hàng làm thủ công của Nhật này. Đấy, con này thì bên em bán là 100k. Các bác lên mã cho em là móc khóa tròn 100k một con này. Hàng này thì hoàn toàn bằng inox 304 hết, uốn bằng tay hết, siêu chất luôn. Con này các bác dùng thì đừng nói bao giờ là hỏng quá nhá. Đừng nói cho em là bao giờ là hỏng, chỉ có không dùng nữa thì mình bỏ đi thôi. Không dùng nữa thì mình bỏ đi thôi các bác nhá. Đó. Con này thì bên em bán là 100k, 100k các bác nhá. Đấy. Ngoài ra thì em cũng có móc khóa của Nhật đây. Hàng này thì hàng công nghiệp nhưng mà siêu dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, có tính năng là mở bia được luôn các bác nhá. Mở bia được luôn, móc khóa mở bia. Đấy, con này thì bên em bán là 80k. Đấy, ngoài ra thì bên em có một cái dạng móc khóa thần tài đây. Móc khóa thần tài. Con này thì bên em bán với cái giá là 60k một con các bác nhá, móc khóa thần tài. Ở đây thì nó có các cái con vật này. Có 11 con 12 con giáp thì trừ đi một con mèo là còn 11 con các bác nhá. Đấy, ở đây thì có túi tiền này, bình rượu này, lá tiền này và một con vật luôn. Rất là đẹp và chắc chắn các bác nhá. Đấy, các bác lên mã cho em là móc khóa thần tài hoặc là móc khóa con vật các bác nhá. Đó, móc khóa con vật. Con này 60k. Đấy. Con này là 80k, con này là 80k và con này là 100k các bác nhá. Đó, 60, 80, 100, tùy theo các bác muốn lấy loại nào, các bác bảo cho tôi cái móc khóa 60 là bên em cũng hiểu luôn. Đó, số hotline của em đây các bác nhá. Đó. Thì cái 80 này thì em cũng chỉ còn có ít này thôi các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác một số cái mã con dao siêu tầm hàng của Mỹ các bác này, hàng của Mỹ này. Thì bên em đang có hai mẫu đây. Đấy. Con này là con dao xám các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em con này là con xám này, con xám Mỹ. Con xám Mỹ con này thì bên em đang bán là 200k một con này các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là con xám Mỹ 200k. Con này cũng là dòng dao gấp các bác nhá, có thể gấp vào được luôn, rất là tiện dụng các bác nhá. Bên em gọi là dao gấp các bác nhá, dao gấp. Đấy, rất là tiện dụng luôn, siêu bền, siêu chắc chắn luôn. Đây thì nó có đầu phá kính này. Đầu phá kính này, thứ hai là có cắt dây các bác nhá. Cái này là để cắt dây này các bác nhá, và rất là nhiều tính năng khác nữa. Dắt vào trong thắt lưng các bác này, rất là tiện dụng luôn.
Đấy các bác lên cho em là dao xám các nhá. Dao xám con này là 200k. Sản phẩm nào bao ship thì em sẽ nói luôn ở đầu video luôn là bao ship ở đầu sản phẩm luôn. Con này thì các bác lên cho em là con nắm đấm các nhá. Con này là con nắm đấm. Con này thì cũng rất là khủng khiếp luôn các nhá, rất là ngon lành luôn. Đấy cũng hàng của Mỹ các bác này, USA các bác này. Đấy, USA này con này. Đó, USA. Con này thì bên em đang bán với cái giá là 250k. Các bác lên mã cho em là dao nắm đấm các nhá. Đấy, dao nắm đấm. Con này cũng rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó, đây các bác gấp vào thì đẩy cái lẫy này sang bên tay trái cho em như này là có thể gấp vào được các nhá. Rất tiện dụng luôn. Các bác lên mã cho em là dao nắm đấm 250k con dao nắm đấm này các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con siêu tầm này. Con siêu tầm, con này là bên em ký hiệu nó là SA78. Con này rất sắc luôn các bác nhá, rất sắc luôn. Các bác dùng để đi rừng, đi phượt hoặc là siêu tầm trưng bày rất là ok. Đây, hàng Colombia USA các bác nhá. Con này thì bên em đang bán cho các bác với cái giá là 430.000 các bác nhá. Đó. Các bác lên mã cho em là SA78 các bác này. Mã của nó đây. SA78 430k. Đấy. Đây. Đấy, các bác lên mã cho em là SA78 các bác nhá. SA78 40k các bác nhá. 430k. SA78 430k các bác nhá. 430k một con này. Lên mã cho em là SA78 430k. Đó. Sản phẩm cuối cùng em lên cho quý cô bác trong ngày hôm nay đó là con ô của Nhật đây. Con ô tự động của Nhật này. Đấy, con này thì bên em đang gửi tới quý cô bác với giá là 140k bao ship, hàng siêu ngon luôn. Đây các bác nhá. Đó. Em sẽ tháo ra cho các bác xem này. Đấy, chế độ bật tự động hết các bác nhá. Bật tự động hết các bác này. Đấy, bật ra tự động các bác này. Đó, bật ra tự động các bác nhá. Ô thì siêu chất luôn các bác nhá. Siêu chất siêu ngon luôn. Các bác thấy không? Đấy. Ô siêu chất siêu ngon này phục vụ quý cô bác anh chị luôn. Đó. Đường kính của ô là 1 mét các bác nhá. Đấy. Trên mặt của ô này thì có phủ nano chống tia UV các bác nhá, phủ chống tia UV luôn, rất là tiện dụng này. Ấn vào thì các bác chỉ cần bỏ ra như này xong. Đấy, bóp này là nó sẽ ấn vào các bác nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Sau các bác đẩy vào như này. Đẩy vào như này là xong các bác nhá, gấp vào. Mở ra thì các bác bấm như này nó ra này. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Ô thì siêu chắc chắn luôn các bác nhá. Đấy, rất ngon lành cành đào luôn. Ô này thì em gửi tới quý cô bác anh chị đến tận tay với giá là 140k bao ship, rất là tiện dụng luôn các bác nhá. Đấy. Ấn vào các bác này, ấn vào thì các bác cho ô vào thì các bác không cần phải dùng hai tay, chỉ cần một tay này bóp phát là xong, rất tiện dụng luôn. Đó, các bác lên mã cho em là ô Nhật thôi nhá. Đó, ô Nhật 140k bao ship, 140k bao ship các bác nhá. Sản phẩm còn rất nhiều, em xin dừng video tại đây. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cô bác anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi ủng hộ cũng là mua các mặt hàng của mình nhé. Hẹn gặp lại quý bác anh chị video lần sau, em xin chân thành cảm ơn.